Hello, hello một người đang xem nha. Facebook chưa kịp cập nhật nên chưa biết là ai. Xin chào hai bạn. Nhạc hay đó em. Hello, xin chào bạn Thái nhé. Xin chào Tú. Anh em đầu năm thế nào rồi? Xin chào Út Cọt nha. Xin chào Điện Máy Thái Phát. Xin chào Phúc Toàn. Xin chào 18 người, 19 người. Xin chào Điện Tử Nghiêm. Ít show có anh. Đầu năm hả? Đầu năm chưa có show hả? Bạn đẹp trai. Cảm ơn Trương Tuấn nha. Năm mới có cái quả đầu mới nhìn cũng sáng sủa ra tí. Xin chào Nguyễn Linh. Xin chào Út Nhí. Hôm nay đầu năm thì lời đầu tiên thì cũng chúc anh em một năm thành công. Chúc anh em có nhiều thắng lợi mới trong năm mới này. Xin chào Thí Đô. Và đầu năm thì công ty cũng muốn giới thiệu đến tất cả anh em và những người chưa biết tới Titan những cái sản phẩm mới và những model mới của công ty, và sắp tới còn có nhiều cái kế hoạch mới nữa. Về đầu tiên là cái chất lượng sản phẩm. Thì hôm nay cũng giới thiệu qua đây anh em nhìn sơ và cũng nhìn thấy là hàng rất là nhiều đang có sẵn cho anh em ha, đang có sẵn, số lượng thì rất là nhiều. Anh em lúc nào alo là có hàng ngay nha anh em. Xin chào Bách Duyên, xin chào Út. Xin chào em Như nha. Xin chào em Như, BNC, công ty Bảo Dương. Gọi tên em đi anh. Gọi tên em. Anh vừa gọi xong đấy. Giờ nếu mà có echo thì anh sẽ gọi một lần và nó echo ra được nhiều lần. Như Bảo Dương. Đây, cũng mời anh em xem qua một số sản phẩm mới của công ty. Đây là thiết bị ổ chi nguồn anh em ha. Đây là dòng men mới của Titan và đã được trải nghiệm và đã kiểm tra rất là kỹ trước khi đến tay quý khách hàng. Con men này hai kênh, con men này chuyên cho đánh súp nha anh em, chuyên cho đánh súp. Và đặc biệt ở đây tất cả hệ thống âm thanh men đều là nguồn autovol hết, cho nên anh em ở những khu vực điện yếu sẽ an tâm về những cái sản phẩm mới của công ty. Và mình review qua từng phần. Đầu tiên là cái phần thiết bị, thiết bị nhá, vang mới, micro titan ha. Rồi cái phần sơ bộ là cái phần thiết bị mixer anh em nhé, mixer. Đồng thời là loa hai mẫu đang hot nhất tại thị trường hiện tại bây giờ anh em nhé. Đây là hai mẫu súp đang rất là hot và được anh em đánh giá rất là cao. Bên kia là dòng F712 anh em ạ. Đây là dòng F712 và trong cái dòng F712 này có rất là nhiều cái phân khúc, cũng giống như là cái cấu hình anh em lựa chọn. Trong này là có Blood, FX, có V2, V3, V2 Lite. Rồi FX thì cũng có hai loại, FX và FX Blood.
Rồi về phần rây, phần driver, hiện tại công ty đang sử dụng dòng phân khúc cao cấp hay là phân khúc BNC? BNC nha anh em, nhập chính ngạch. Và cái model này công ty Titan sở hữu độc quyền và phân phối tại Việt Nam anh em ạ. À, xin mời em khui ra cho anh em. Và số lượng thì rất là nhiều anh em nha. Anh em nào quan tâm về cái cụ bát, anh em liên hệ về công ty. Chờ cái đít cho nó sướng. Anh em xem phần chi tiết của cái cụ bát này. Cái model này 12NDL ha, 76. Đây là model hot nhất và đang phân phối độc quyền tại Việt Nam, tại công ty Titan anh em nhé. Đây là một cái model mà rất là nhiều anh em quan tâm trong giới âm thanh anh em nha. Rất là đã, rất là hoàn hảo. Anh em nào đã từng sửa, từng nghe qua chất âm của BNC thì anh em cũng đã biết rồi. Đây là mình cũng chỉ muốn review sơ cho anh em biết và khẳng định rằng đây là hàng chính hãng, hàng chính hãng anh em nhé, và phân phối độc quyền tại Việt Nam tại công ty Titan. Đây là cái mẫu và model hot nhất tại thời điểm bây giờ. Và để nói về thông số kỹ thuật cũng giống như là các cái sản phẩm thiết bị của công ty, xin mời bạn Kim Thanh sẽ giới thiệu chi tiết về cho anh em nhé. Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người. Thì mình sẽ review chi tiết cho mọi người từng cái thiết bị ha. Ví dụ như là bây giờ trước mắt thì ổ duy nguồn, thì ổ duy nguồn này nó không thể thiếu trong một cái hệ thống âm thanh được. Thì đặc biệt ở dây nguồn Titan là nó có những gì? Đây là nó có báo điện nè. Báo điện rất là chính xác nha. Anh em coi nè, ổ điện nè. Rất là rất chuẩn. Ổ điện này báo 27 nè, 28, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 26, 27 hết. Tức là nó trên lệnh rất là chuẩn, chuyển độ là mình phải quên là bình thường. Đằng sau nó có 8 cái ngõ cắm. Này có báo ampe luôn. Đằng trước là nó có 2 ngõ cắm, mà đặc biệt đó là AC ampe nè. Khi anh em xài là nó báo ampe. Hiện tại cái này xài đang 1 ampe. Khi đánh lớn. Và mình sẽ tắt cho anh em xem nó mở từ từ. Con này là nguồn auto one nha, tức là điện vào đó là hai từ 90 đến 240 là điện gì vẫn hoạt động bình thường. Nó không có cái đóng cái nó không có bị tắt gà le nha. Thì anh em sử dụng tăng phô thì đa số nó bị đưa tắt gà le ở đằng sau á, tắt gà le ở đằng sau á, thì nó là nó không đóng được, nên anh em đi làm xô là điện yếu là chết. Đặc biệt nhưng cái con này, con này là điện yếu vẫn chạy bình thường. Và tắt nguồn, mở nguồn anh em xem nè, mình bấm thử là tắt nguồn nó chớp nè, anh em switch nè, nó chớp nè, không? Và đặc biệt cái ổ cắm của nó, anh em thấy là ổ cắm của nó là cắt cứng nha, cắm lỗ bự thôi, rút ra rút vô, rút ra rút vô nó rất là tốt. Và mình nói là ổ nguồn, rồi tiếp tục đó là mình tiếp cái phần là main sub. Đây là main sub, main sub này là một kênh là 1800W chế độ 8 ohm, là 3400W chế độ là 4 ohm nha anh em. Chế độ là 4 ohm. Thì anh em có thể chơi là hai cái sub con 115V4. Mà đặc biệt con này là tần số dropping phía to của nó là lên 5000 nha. Nên những dùng điện yếu là nó chạy hoạt động là rất là ổn định. Và cái mạch nguồn của nó là nó có là cái bếp C. Thì anh em biết là bếp C thì nó sử dụng là nó bù điện áp rất là tốt. Và đặc biệt những con này anh em không cần ổn áp nha. Nó là ổn áp điện tử. Nó có ổn áp điện tử trong đó rồi. Anh em không cần áp cắm trực tiếp. Điện từ khoảng cỡ 100 đến 108, 109, 106 rồi đó chạy bình thường. Là 240 vẫn bình thường nha. Đây là con main sub. Đặc biệt tính sub rất là sâu. Anh em có thể sử dụng bất cứ một cái hãng nào trên thị trường hiện tại. Và mình nói về là con main là hai kênh tính sub. Rồi tiếp tục. Đó là con main monitor. Con main monitor. Con main này là T
2.08. À con này là một kênh nó chế độ 8 ohm. 8 ohm. À, để cho anh em chơi là có thể là quýt monitor và anh em kẹt anh em có thể chơi cả F712. À, mình đã test thực tế cho anh em rất là nhiều. Và con này vẫn là AutoGon. À, nguồn AutoGon có nguồn PFC và 1200 chế độ là chế độ 4 ohm. Nha, con này rất là mạnh, anh em có thể quýt hai cái loa ba tấc một kênh monitor vẫn có được nha. Và đặc biệt cái con men cao cấp ở dưới đây. À, mình nở con men nguồn cho anh em khi khởi động nè, anh em thấy chưa? Anh em hỏi câu hỏi gì đó để em trả lời nha. Rồi. Con này là 4 kênh, con này là thật tuyệt vời, con này có thể quýt quýt súp đơn một con 100 vẫn được, một con quýt có thể một vàng. Anh em quýt con 100 thì T4.16 thì một kênh nó là 1600W chế độ 8 ohm nha anh em. Con này cực kỳ mạnh nha. Con này cực kỳ mạnh. Và đặc biệt con này là nguồn AutoGon. AutoGon là có nguồn PFC là tức là xin chào Trần Đức nha. Xin chào Minh Tý và xin chào 46 người đang xem nha. 90V. À 90V. Nó có thể chơi được rất tốt. Con này đặc biệt là quá tuyệt vời. Và một có xe là 1 U nha anh em. Con súp thì xe 2 U. À xe 2 U. Con này là chỉ 1 U thôi nha mà quýnh cả vàng. Mình cũng có bán cho em là em Lý Lâm ở Long An thì em đã quýnh hôm gài là tầm khoảng cỡ 20 xô, anh em quýnh một con thôi nhưng chưa bao giờ mà có tình trạng mà bị kích. Nhưng đặc biệt con này nó có cái chế độ mà limiter rất là hay, có cái là khi anh em quýnh tới ngưỡng là nó không ngắt nha, nó không ngắt, nó chỉ là hạn chế ngay mức đó thôi, nó không ngắt, tức là cái dàn hệ thống âm thanh của mình là nó không có bị ngắt đứt đoạn đó. Và con này thì anh em có thể quýnh nè, con này quýnh một cái full F712, con này quýnh một cái full F712, con này quýnh monitor và con này quýnh hai cái súp đơn có 100. À vô tư nha. Đặc biệt con này là 1600 chế độ 8 ohm nha anh em. Class D. À con này là class TD, súp class TD nha. Và con men 1 U mà monitor là nó vẫn là class D. Class D thì hiệu suất rất là cao, là cho một tiếng rất là sáng, rất là đẹp nha. Rồi, đây là một cái tiếp tục, đó là một cái gian số T60. Gian số T60. Giá con súp, à để mình trả lời giá con súp. Con súp này hiện tại là giá là 15 triệu nha, 15 triệu. Thì 15 triệu con, con men full 4 kênh này là giá 18 triệu. Và con men monitor là giá 7.8 triệu. Là bán đúng giá, tất cả những đại lý trên toàn quốc đều bán một giá một. Anh em cộng lại đi, một con men súp và một con men full hiện tại trên thị trường là tổng cộng là có 33 triệu. Thì anh em có thể kiếm một con, một cặp men bất cứ một cái hãng nào, anh em có thể so sánh về chất âm, về giá và cái độ bảo hành và cái độ hiệu quả thực tế. Và đặc biệt chế độ bảo hành của con này là bảo hành cho anh em là một năm bảo hành trong vòng là 24 giờ trở lại nha anh em. Khi nhận được thì chỉ là có sự cố là chỉ là thay bo cho anh em thôi chứ không có sửa chữa nha. Khi công ty nhận là trong vòng một buổi thôi là xong cho anh em đó. Anh em có thể ở gần đại lý thì anh em lợi tới đại lý anh em ủng hộ. Tại sao biết không? Tại vì khi anh em gặp sự cố, anh em có thể đến gần đại lý đó, anh em mượn men anh em chơi được. Đúng ha? Thì hiện tại thì ở Cà Mau thì anh em có liên hệ Bình Phương. Còn ở Bạc Liêu thì anh em mới liên hệ chỗ mà anh Đạt ở dưới Dương Tùng, ở là Phước Long. Là hiện tại là có đầy đủ. Và trên Cần Thơ thì Lý Thông. Còn trên Trà Vinh thì liên hệ chỗ anh Trương Hải và Trương Phong. Là Trương Phong là con của anh Trương Hải. Thì anh Trương Hải đây là ảnh là chuyên sửa men công suất. Thì anh em khi anh em ủng hộ sau này ví dụ hết bảo hành bảo trì thì những cái men hay là những cái món nào anh em cần sửa thì anh em liên hệ anh Hải ưu ái cho anh em rất là tốt. Tâm có hỏi là men súp một kênh là bao nhiêu watt? Con này là một kênh nó là 1800W, là công suất thực nha anh em. Công suất thực 1800W. À công suất thực 1800W. Chế độ 8 ohm và 3400 chế độ 4 ohm là công suất thực nha. Ở công ty là không bao giờ mà để công thức giả. Thì anh em có thể quýnh con 115 vô tư và bao cho anh em đánh. Nếu mà hệ thống lo của anh em không đạt thì anh em có thể là trao đổi lại công ty bình thường. Công ty là bao cho anh em đánh ok. Tại vì khi anh em mua là mình phải kiểm tra cho anh em là xem anh em là quýnh lo gì giỏi gì cho nó phù hợp đó. Còn đặc biệt là tất cả những sản phẩm của công ty đều là công suất thực ghi hết. Ví dụ ghi 1800, có những men giống như vậy mà anh em nhìn nó ná như vậy mà anh em để 2-3 ngàn á là công ty không bao giờ làm gì đó, kéo lụa hay là làm gì đó, phải đặt chính xác nguồn thông số thực, đáp pin Victor, tất cả những men này là đều có đáp pin.
đầy đủ. Vang số titan bao nhiêu? Con vang xin chào Trương Huỳnh nhé. Xin chào tất cả mọi người nha. Thì mình xin chào Trương Huỳnh review hoàn số titan này. Con này thì có giá là 6 triệu 850. Thì những anh em nào mà đã quan tâm, đã biết được về cái hệ hiệu quả của con vang số thì anh em cũng biết là titan hồi đó giờ là hệ vang số hầu như chiếm 80%, 90% về vang số. Tại sao? Tại vì vang số nó có chức năng gì? Thứ nhất là cái micro nó nè, anh em thấy chưa? Micro nó thì cắm đằng sau là nó riêng biệt ha, micro. Và cái mô xít, anh em thấy không? Là cắm đựng mô xít riêng biệt, nó không có liên quan gì nhau. Anh em muốn chỉnh thùng mic thì nó không có liên quan với cái phần mô xít. Và phần effect của nó có hai chế độ effect. Bên đây là echo, anh em thấy không? Bên echo riêng, bên ghi vật viên nha, echo riêng, ghi vật viên. Và có ba cái mod này cho mình lựa chọn rất là dễ. Thứ nhất, ví dụ như anh em cài cái mod 1 là không gian ngoài trời thì anh em chỉ nhấn mod 1 là không gian ngoài trời. Và một cái không gian không gian ở trong hẹp thì anh em chọn, chỉ bấm model này thôi, là anh em yêu cầu chỉnh như thế nào cho anh em thì anh em có thể anh em yêu cầu kỹ thuật hỗ trợ chỉnh cho anh em, là đưa cho về anh em sử dụng thôi. Bấm mod 1 là ngoài trời, mod 2 là trong không gian hẹp. Tại vì trong không gian hẹp á, có nhiều cái là mình phải chỉnh theo không gian hẹp. Anh em biết á, trong không gian hẹp mình có thể chơi rất là ok, nhưng ra ngoài trời thì anh em nó không hiệu quả bằng. Mình chỉ cần nhấn một cái nút bấm vô thôi là nó đã hiệu quả thực tế. Ngoài trời nó bung rộng, tức là ngoài trời phải xài riêng một cái mod, rồi trong không gian hẹp phải riêng một cái mod. Và đặc biệt con này là điện yếu, là bao cho anh em là điện yếu từ 90W đến 260W là ok. Đặc biệt con này là nguồn auto on nha. Và chế độ bảo hành của con này lên tận 2 năm nha anh em. Đặc biệt con vang số bảo hành 2 năm cho anh em. Tức là khi bảo hành con này trong vòng 1 giờ thôi, khi công ty nhận được thì bảo hành trong vòng 1 giờ thôi. Đó, con này. Và hỗ trợ đầy đủ cho anh em. Ví dụ mod 1 ngoài trời, mod 2 là trong vang hẹp, mod 3 là MC. Bấm chế độ MC cái là chế độ FS cái này nó chỉnh về chế độ là bằng 0 hoặc là bằng 1 2 vậy đó. Anh em giờ giật màn hình chưa? Anh em quay sát cho màn hình nè. Ví dụ mình để mình cài cho anh em, ví dụ bấm mod 3 hiện tại là nó chưa chế độ để MC nha, để mình bấm cho anh em xem, nó rất là thao tác rất là đơn giản. Còn anh em không biết, anh em gọi gì cái video mình chỉ cái là làm được. Ví dụ nè, mình để 2 thôi, mình share lại share cái mod 3 lại ha. Rất là dễ. Ví dụ nè, mod 1 để FS 25 đúng không, anh bấm mod 3 là tự động nó chạy về có 2, anh em thấy chưa, có 2 thôi là chế độ MC. Và khi chế độ MC này có thể cái mic mình là hiện tại 35 đúng không, mình có thể chỉnh là cái 33 thôi. Ví dụ nè, 33 chi khi MC nói chuyện không bao giờ một cái tình trạng hú hí hay là ò è gì cả nè. Đây mình thử cho anh em bấm tới chỗ này nè. Tất cả những sản phẩm của công ty cung cấp đều hướng dẫn sử dụng đầy đủ trên kênh YouTube hoặc là những gọi video ha. 33 nữa đúng không? Mình sẽ lại cho anh em xem ha. Rồi. Bây giờ mod 1 tiện lời quá. Mod 1 nó nằm là 35 đúng không? Mod 1 nằm 35. Anh em xem nè, FS 25. Rồi mình bấm mod 3, tự động nó trả về mic 33 và FS có 2 thôi. Là chế độ MC. Tự động cái micro nó nhỏ lại cái micro tí xíu. Và cái FS nó lên 2. Hoặc là anh em chọn cái MC tiếng nó nói chuyện nó dày hơn, nó lực hơn, cảm thấy là MC nói chuyện rất là thích thú. Nhưng khi mình hát á là cái tiếng nó mỏng hơn nha. Mà khi mà nói chuyện phải dày cái mic mới chịu. Khi hát á thì cái giọng hát đa số là từ 100Hz trở lên thì nói chuyện phải có 90Hz để nó tiếng nó dày hơn. Nó bù vô. Rồi, đây là nói về con vang số T60, giá nó là 6 triệu 850. Hiện tại những đại lý là để hiện tại đang có chương trình là bao setup cho anh em không lấy phí nha anh em. Rồi tiếp tục tới là cái micro titan này. Hiện tại thì cái mẫu mới nhất hiện tại thì nó là sử dụng là cái logo nằm dưới đây. Anh em bỏ lên trên đây thì nó nằm logo nằm dưới thấy. Và đặc biệt con này là chạy bre, là bóng đèn là tube đó mọi người thấy nè, bóng đèn nằm sáng thấy không. Sáng thấy chưa? Và đặc biệt con này là nguồn auto one luôn. Tiếng rất là đẹp, từ giải 2kg đến 16kg đều rất là đều. Và đặc biệt con này nè, anh em cắm điện 220 vào nè anh em xem. Nè. Anh em thấy chưa? Điện 220 vào trực tiếp luôn, không cần qua cục nguồn gì hết, trong đó nó có cái nguồn.
tại vì nó chạy bà rề bóng đèn á, nên nó có cái nguồn rất là cao, cái nguồn tầm khoảng 200 á mọi người, để cấp cho cái bà rề bóng đèn này nè. Đặc biệt con này tiếng rất là sạch nha, rất là sạch, sóng rất là xa, sóng 4 sóng nha. Tube mà 4 sóng anh em biết là rất là xa. Rồi. Tiếp tục tới làm mixer mình thấy nó hiệu quả như thế nào để cho anh em xem. Đó, bàn mixer này thì nó có cái ST này anh biết gì không? Khi mình nhận ST xuống thì nó sẽ đi qua đường master. À, nó sẽ ảnh hưởng tới cái đường nhà. Nhưng mixer này nó có chế độ tách lên. Bây giờ nhận gấp xuống mình đẩy gấp lên là Migo. À, Migo sẽ gấp. Nên nó là cái tiếng mix không lẫn lộn về cái tiếng nhạc. Và đặc biệt là trên cái line này anh em cắm nhạc cụ bạn, hoặc là bạn Chí Hiếu đang hỏi về giá mic. À, giá mic nãy mình kêu nó giá hả? Xin sorry mọi người nha. Giá mic này là 6.990 nha các bạn ơi. 6.990, anh em có thể là liên hệ đại lý gần nhất hoặc liên hệ trực tiếp công ty nha. Những chỗ nào mà chưa có đại lý thì anh em liên hệ công ty. Đặc biệt đó là cái bộ mic này là mình công ty bao cho mọi người là sử dụng hiệu quả thực tế. Nếu mà đi chung với hệ thống lo titan nữa thì anh em biết là nó hiệu quả. Tiếng xì rất là đẹp. Cái tiếng khào của nó rất là đã nha. À, 5, 6, 7 là nó xì rất là đẹp. À, rồi. Tiếp tục nó là, em có hỏi câu hỏi gì anh đọc nó cho em giải thích cho anh em nha. Rồi tiếp tục nó là cái chỗ group này nè anh em. Khi anh em là sử dụng group thì nó không liên quan tới nhạc. Đặc biệt cái này mới quan trọng nè. Đồ anh em hư không hư được chỗ này. Nó được cái nút là com. Khi cái giọng cái nhiều người xỉn anh em hát rất là la rất là lớn. La rất là lớn luôn. La cực kỳ lớn. La lớn mà nó nổi là bể lo luôn á. Nát bể đó, anh em cơm lại là gì là hết. Anh em xả qua đây là anh em ít cơm. Còn anh em dặn qua đây thì nó cơm rất là nặng nha. Đó. Nhưng đặc biệt á là con này nó có chỗ này là có thể tín hiệu anh em nhỏ thì anh em nhả lên. Tổng 26 dB anh em nhận xuống là 26 dB nha. Rồi cái chỗ này cái lúc lao khút là HPF đó, để em nhận xuống là tiếng cắt tiếng bass từ 80Hz đổ lại. Đặc biệt cái lỗ này có thể cắm Canon và bao quanh Canon và 6 ly nha anh em. 2 in 1 nha. Lỗ này 2 in 1. Và đặc biệt con này nó có như thế này. Anh em qua anh đặc biệt đằng sau đít là nó có cái cổng USB. Nè chỗ này nè. À, anh em thấy nè là chỗ này nè. Cắm vô cộng cáp, anh em mua cáp xịn, cắm vô laptop, tự động lấy level, đưa âm thanh nhạc ra đường này luôn nha. Hôm qua mình có quăng cái video là để vô lên hướng dẫn cho anh em, cắm vô, phát nhạc rất sạch luôn, tiếng nhạc rất sạch. Đó, đặc biệt con này là rất là nhiều anh em, hiện tại đang thích. Và con này nó có ngõ ga là 4 nè, 4 ngõ ga nè. Bạn Nhật Quỳnh hỏi về giá của quản lý nguồn. Quản lý nguồn 2.9 triệu, 2.9 triệu Nhật Trường Quỳnh ơi. Hai cặp súp có đánh cặp full gớt hoài là sao, có khi nào lộn pha không? Không phải anh, tại vì là cái đó là gớt full đó là do mình không có cái miếng mút ở dưới đó anh, đơn giản thôi. Rồi inbox đi, rồi hồi inbox cái số này đi em của công ty đi là 0967839446 á, thì em chỉ cho anh mua cái súp này nè, để bên dưới là quýnh là nó không có bị gớt, nó có đàn hồi. Rồi câu hỏi nào anh tiếp tục đấy, mình giới thiệu về cái anh quay cái lo em nhìn nói cho anh em về cái lo V3, tại vì là rất là nhiều anh em á là hiện tại thì tình trạng á là cái lo rất là quan tâm tới cái lo này. À, rất là quan tâm cái lo này. À, cái lo này mình nói là cái lo này đó là hiện tại nó là hầu như là nếu mà nói về ba tấc nó là đương kim vô địch về ba tấc con 76. Một chiếc lo không như vậy là nó để là 100 dB, chưa có vô thùng, chưa có gì hết anh em. Thông số của nó là nó xuống được 50 Hz cho đến 2 kg. Anh em biết là khi là một chiếc lo mà để mà xuống được 50 mà cái bát mà thông số kỹ thuật mà đo chở kháng của hãng hãng báo là chi tiết là anh biết đồ Italia châu Âu mà thì nó rất là chính xác, thì cái giải min lao của nó là hiểu được, không có một lo nào mà chịu nổi nó đâu. Nói gì là ba tấc con 76 thì anh em nhìn thấy là rất là nhiều đơn vị để tên này, nhưng anh em nhìn cái màn đi, cái màn nè nó ngà ngà, chỉ có cái Italia này cái màn mới ngà ngà nghe anh em. Và có những cái mút chỗ này rất là mềm, mình kéo cái tay qua nó cảm giác một cái sợi cái gì mà nó đàn hồi cái keo vậy đó, rất là mềm.
Và đặc biệt con này cái độ trâu bò của nó là hơi khủng, có nghĩa là có thể nhiệt độ của nó, cái con của nó, dĩ từ của nó là anh em quýnh là 6-70 độ mà chưa bao giờ hư và chưa bao giờ có cái mùi gì hết. Nói về con lo này, ba tấc này nó rất là khủng. Và con này bỏ vô một cái F72 thì nó cho ra một cái tiếng minh lao rất là dày và cái tiếng rất là sáng. Đặc biệt khi cái độ mà SPL nó phủ rộng á thì nó là một cái chiếc lo là anh em mới thấy được cái hiệu quả cao của nó. Và có thể anh em sử dụng một cặp V3 dùng cụ bass này, anh em có thể chơi được tầm khoảng 600 khách là vô tư nha. Đó, nhưng cặp loa rẻ là không được nghe anh em. Đó. Và đặc biệt con này á là hàng anh em muốn nhìn kỹ cái màn đó, cái màn đó là anh em thấy hộp đây nè. Thì hầu như là trên thị trường là không có có giống được. Con này đặc biệt cái model anh em nhìn kỹ đi, 12NDL76, cái mã này là cái mã độc quyền, chỉ hãng BNC Italia cung cấp cho thị trường Việt Nam, cho Bảo Dương sử dụng cái mã này thôi, còn tất cả là cái mã khác là hiện tại là bên đó ví dụ làm là chỉ làm là làm kéo lụa thôi, không phải là của cung cấp cho chính hãng của BNC Italy. Và tem này thì có thể giả được, nhưng nhìn những tất cả những cái kia là không có thể giả được nghe anh em. Và đem hai loa hát mà anh em thấy nó khác xa hoàn toàn. Anh Khởi này là anh có gì anh đổi thì khó lắm anh. Ví dụ em nói anh nè, mình khi hiện tại thì thay đổi cái bass không á thì nó phải phù hợp với phân tầng. Anh tốt nhất ấy, anh muốn đổi lên tất cả những ngọn V3 thì anh cứ inbox cho đại lý gần nhất để tư vấn cho anh ha. Rồi bây giờ một cái mình sẽ review một cái dàn lo cho anh em ha. Rồi đây là một cặp F712 Bluetooth, thì giá của nó thì anh em biết đó, là giá của nó là chỉ 26 triệu, một chiếc như vậy là chỉ có là 13 triệu một chiếc. Và con này là sử dụng hai chép 450, hai bát 30 trong một chiếc lo. Đó anh em á, là khi ghép lên là chỉ có titan F712 ghép lên gì mới không hiệu quả nha anh em. Đó rồi cặp này á là F712 là FX, giá của nó chỉ là 23.8 triệu thôi, sử dụng một chép 850 và hai bát 30. Bát của nó là giống Bluetooth, mà tại sao nó rẻ hơn anh em biết không? Phân tầng nó làm á thì cũng ít hơn, và thứ hai nữa là chép 850 thì một cặp của nó thì nó sẽ ít hơi tiền hơn hai cặp 450. Đó nhiều anh em đi show á là mua về đi show á là đi show cái hai cái mà lớn quá đi con cái có rất là nhiều luôn. Và cặp này là FX Plus, anh em biết là FX Plus thì sử dụng củ chép UK, nó chỉ khác gì củ chép với cái bát này thôi, nhưng nó cho hiệu quả hơn và giá nó cao hơn. Về cái phần chép giá nó là 31 triệu nha mọi người. F72 FX Plus giá 31 triệu. Và một cặp V3 thì mình nói là V3 này thì nó là sử dụng cụ bass 12NDL76 Italy, sử dụng cụ chép của là UK, hai cụ chép 450 thì cho độ bền rất là cao. Nhưng hiệu quả thực tế cho anh em có thể đi làm đến 600 khách, anh em chỉ cần một cặp V3 thôi. Hiện tại V3 này thì giá 48 triệu. Thì anh em cũng không thể nào mà một cặp lo rẻ tiền mà tầm khoảng trên dưới 20 triệu mà anh em đánh một số lớn được. Mình nói thật cho anh em luôn, rất là khó. Đặc biệt thì cái loa cao cấp, cái độ SPL, cái độ quýnh từ độ mà ngưỡng tới ngưỡng nó đó, tầm khoảng 110 dB thì anh em biết đó là nó rất là dễ bị hư đối với loa rẻ, còn loa mắc thì ok bình thường. Rồi hiện tại thì tiếp tục thì mình ghi cái súp bơm tấn. Cái bơm tấn là cái dòng là nó có cái dòng này là nhiều anh em xài nhất nè, bơm tấn ít. Thì cái mẫu này thị trường thì anh em thấy là cái hàng pha kem không phải tem titan đó thì có cái nhiều nhưng không hiệu quả bằng đâu. Hiện tại thì cái chiếc lo mà SU118X là bơm tấn là anh em biết là cái giá của nó là 19.9 triệu trên chiếc. 9.9 triệu trên chiếc, bánh xe đầy đủ anh em, chưa gồm phí vận chuyển. Tất cả sản phẩm đó là chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Đó, anh em thấy là cái driver của nó được nâng cấp hoàn toàn, cái màn nè, bộ kit á thì được nhập khẩu châu Âu rồi lắp ráp tại China, nên được cái giá rất là tốt cho anh em, nhưng cái độ bền của nó rất là cao. Hiện tại là nâng cấp là 1200W chế độ là trên một chiếc, chế độ 8 ohm.
thì anh em cưới là 4.800 là mát cho một chiếc lo. Thì anh em quýnh men á thì con tầm khoảng 1.400-1.500 là anh em đánh bao anh em ok. Rồi tiếp tục là súp M thì anh em biết là hiện tại là được nâng cấp. Được nâng cấp về cái driver cũng hoàn toàn. Thì nói cái quách này á thì nó bằng nhau. Mà có cái là con này một cặp có thể phủ được là 300 khách, còn con lớn thì phủ được 400 khách. Là bao cho anh em là quýnh ổn định nha. Còn anh em là quýnh hơn nữa thì anh em chỉ cần mua thêm súp ghép vô thôi là ok. Con này rất là chắc chắn nha anh em, cực kỳ làm kéo kéo thì hai cái thì anh em quýnh 15 bàn là quá vô tư. Đó, anh em mà cần hỏi cái vấn đề gì đó thì tiếp tục. Xin chào Hoàng Khánh nha, xin chào Nghĩa Hoàng, xin chào Văn Hiếu, xin chào An Tướng nhé. Quấn 30 bàn được không sếp? An Tướng đang sử dụng loa titan mà. An Tướng ở Cà Mau rồi, ok, mình nhớ rồi. Một cặp súp ấy. 50 triệu. Xin chào anh Trường Huỳnh. Một cặp súp Ý Italia, một cặp súp Italia. Hiện tại thì anh em đi show và đánh giá rất là cao về cái dòng súp bom, súp bom này. Và đặc biệt là như anh Trường Huỳnh hỏi là một cặp súp Ý, ok, một cặp súp làm được điều này, 500 khách được bay nè, 500 khách anh nhé, ok, được bay đó chưa? Anh em chơi món cá lóc nè. Xin chào Duy Sơn nhé. Đây, em review cho anh em cái con đơn giản này coi, cho anh em thẳng luôn. Hôm bữa là mình review cho anh em là con cục. Nó hơi ngược màn hình nha, nó hơi tối nha. Đâu, anh quay coi, sáng không? Thấy được không? Rồi, đi chậm chút. Chắc cũng sáng hơn xíu rồi. Rồi, ok. Sáng không? Đúng rồi, nhắm gà chút. Đây anh em thấy chưa? Khi mua cục bốc nè, kết cộng thêm cái con chuột bay nữa thì anh em hiệu quả như thế nào, anh nhóm ra xíu cho anh em xem ha. Anh em thấy cái chỗ này không, lời nhặt sống sẵn nè đó, anh em thấy chuột bay nè, anh em quơ lại chạy nhặt lời nhặt sống à, đó anh thấy chưa, anh em bấm vô đó, anh em coi lời bài hát chạy tốc độ ghê chưa đó, anh em muốn là bấm vào lại thì anh em bấm vô mũi tên nè, bấm vào lại một cái chọn lời bài hát đúng không, đây chọn lời bài hát nè, mình bấm vô để nói chuyện nhớ người yêu. Sáng rồi nhớ người yêu rồi, sáng nhớ người yêu cũ, ok anh em thấy chưa, anh em thấy đã không? Rồi trong cái lúc mà anh em đang bấm lời, anh em thích karaoke đúng không, đây bấm vô karaoke nè, bikini đẹp đó, mình sáng mình coi bikini đẹp đó, ví dụ đúng không, rồi karaoke nhớ người yêu đó, nó phật lên nè, đó anh thấy chưa, đã không? Đó anh em thấy chưa? Đó. Rồi, khi trong một cái karaoke, anh em bấm cái nút home này nè của đồng của con chuột bay đúng không? Nó chạy về nhạc sống nè, anh em bấm vô nhạc sống, nó ra nhạc sống. Đó, con chuột bay nè, anh em thấy không? Con chuột bay à. Anh em cầm ở đây. Qua đây. Ok. Đó anh em muốn lại bài hát bài gì? Đó anh em muốn bài gì là anh em bấm đây thôi. Chào em Hùng nhé, năm mới chưa gặp. Em thấy dòng rất là nhanh không? Chào anh Đào Sĩ A, hàng của anh em đã gửi rồi anh Đào Sĩ A nhé. Đó, quá tiện luôn à. Chắc ngày mai ngày mốt anh sẽ nhận được. Đó, em thấy chưa? Con này thì... Đây bán luôn TV. Anh không bán TV nhưng anh bán thiết bị hỗ trợ cho anh em đi làm show. Thứ nhất là hộp FPT.
Đây nhá anh em, đây xử lý tốc độ rất là cao, anh em không cần phải sử dụng qua máy tính nhé. Và thứ hai là có phần mềm hỗ trợ lời cho anh em sử dụng rất là nhanh, kết hợp với con chuột bay nữa. Anh em nào mua thêm, anh em nào mà chuyên làm karaoke thì chắc là không cần thiết, nhưng anh em nào làm ban nhạc, nhạc sống thì phải có cái lời này. Và anh em chỉ cần mua thêm một con chuột bay nữa là ok nhé. Review cho anh em xem này, đây là nó có này, trong cái hộp đó là nó có gì nè. Con này là cái đời cao nha anh em, mà đặc biệt có cái là có lời bài hát á, có lời bài hát thì phải từ công ty cung cấp nha, nó có lời bài hát nha. Con này thì được kích hoạt là xài vĩnh viễn, không có bị khóa nha, không có đóng thuê bao gì hết. FPT này thì cũng rất là nhiều công ty bán, nhưng là phải anh em phải biết hiểu rằng là phải mua là phải đúng, thứ hai đó là phải kích hoạt, rồi thứ hai đó là phải chế độ vĩnh viễn, thứ ba nó là lời nhạc sống và chặn quảng cáo, đó là tất cả công ty là phải mua phần mềm để công ty nạp vô mới bán ra cho anh em được. Cái model này bên cao cấp nha anh em, thì model này là nó là đời rất cao, đời là đời 650 nha. Ở trong đó nó có một cái đời mod nè, và một cái cục bốc, và cái dây dắt này anh em thấy rất là nhiều đồ luôn, mà nó con này nó có 1.850.000 thôi. Đây là cộng lan này, anh em cắm trực tiếp vô cái húp của mình á. Rồi anh em cái cục nguồn nè, 12V nè, cộng dây HDMI nè, anh em thấy nè. Thấy chưa? Cộng dây HDMI rất là to luôn, rất là to, rất là dài, có pin thì có nhiêu thôi anh em nha. Rồi cộng dây đó, anh em thấy là một món như vậy á, là nó biến tivi mình là tivi thường thành là tivi thông minh. Anh em làm karaoke thì anh em mua cái hộp này rất là ok. Thì cái này á, thì mình bán mình hỗ trợ cho anh em là để anh em đi làm show cho nó tiện thôi, thật sự là nói là con này mấy cái này á, là để phụ thôi anh em thôi. Rồi xin trả lời chỗ Lê Hồ. Cục này có wifi sẵn phải không anh? Cái cục này là chỉ nhận wifi anh em nhé. Anh em phân biệt rõ ở chỗ này, có nghĩa là nó thay thế cho cái laptop chẳng hạn. Cái độ tiện nghi và cái độ phân giải giải mã rất là nhanh. Thì anh em sử dụng cái em này và anh em cũng bắt wifi hoặc là phát wifi từ một thiết bị, và cục này là chỉ nhận wifi anh em nhé. Nhận wifi. Còn cái cục... nó là thay thế thông minh đó. Còn cái cục phát wifi là riêng anh em nhé. Anh em hiểu rõ vấn đề ha. Rồi cái chân này hôm bữa mình cũng có đăng lên cho thấy đó, là cái chân này rất là tiện, nó có cái bát anh em xem nha. Đó anh em thấy không? Đó cái này là chân cũ anh đi show thôi, mà anh em thấy là nó có cái bát sẵn á, là anh em mua cái chân nó có cái bát luôn. Để TV lên, anh em thấy tiện không? Đó. Khi anh em kéo qua nó có vướng lại nè, nó có thành vướng này thấy không nè. Đây. Khi kéo qua nó vướng lại nè, nó không gớt TV được. Đó. Rất tiện rồi nè. Thì tại sao mà công ty không bán tivi? Anh em biết sao? Thứ nhất là tivi thì anh nên ra điện máy xanh anh em mua, bảo hành, chế độ bảo hành, bảo trì cho nó dễ. Còn công ty thì không bán tivi, bán những cái cái mà thử xử lý cho anh em được thôi. Tivi gọi tới luôn rất dễ bể màn hình, anh em tốt nhất là anh em mua tivi mới, mà anh em mua cái loại mà ví dụ như Asanjo cũng được, bên ngoài hoặc là TCL, cái nào mà không cần thông minh thôi. Tại vì anh em đi làm á, cô karaoke á, thì anh em cần là cái cục để thông minh, để nó xử lý được cho mình, đó là hát tìm kiếm giọng nói, hoặc là anh em bấm đòi bài hát, thì mình sẽ review lại cho anh em xem một lần nữa về vấn đề mà lời bài hát và bấm karaoke nha. Rồi khi chế độ mà cái lời bài hát anh em bấm karaoke thì ra chỗ này đó. Tình cha karaoke đó, nó sẽ phật lên cho anh em lựa chọn cái bài nào mà rất là nhanh, anh em thấy rất là nhanh nha. Tốc độ RAM là 2GB nha, 2GB nên chạy rất là nhanh. Đó. Rồi anh em muốn có lời bài hát thì anh em bấm nút home này nè. Mua thêm chục bài thì nó hơn 100k thôi. Bấm nút home, cái này là sống anh em thấy chưa? Là sống nè. Đó, là sống nè, anh em bấm vô đây. Đó, anh em muốn gào qua đây anh em bấm bỏ nè. Rồi anh em đưa qua con chuột qua đây. Thì anh em bấm lời bài hát. Gọi đò. Đấy, anh em thấy chưa? Ok, rồi mình sẽ giới thiệu sơ anh em cái này. Và một số anh em đang còn thắc mắc và quan tâm về các thiết bị hồi nãy thì cũng đã nói sơ qua một lần. Và bây giờ Thanh sẽ giới thiệu về cái công năng, cũng giống như là về những cái thông số kỹ thuật và giá thêm một lượt nữa để anh em cùng cập nhật nhé. Ok, anh em muốn con nào đây? Rồi. Ok anh em nha. Thì bây giờ thì cái con chi nguồn này thì hiện tại thì nó là Atowon. Ở đằng sau nó có cái
một cái CB, một cái CB đây nè, và 8 cái ổ cắm từ 1 tới 8, từ 8 về 1 tắt. Và mặt trước nó có hai lỗ, và cổng USB đèn ăn trước này. Thì con này model là T208 USB, nó có báo là điện ở trên và có báo ampere ở dưới ha. Rồi con này thì giá là 2.9 triệu nha mọi người, nguồn AutoOne nha. Rồi con men sub, con men sub này, con men này là 2.18 là 1.800, chế độ 8 ohm là 3.400, chế độ 4 ohm là nguồn AutoOne nha. Latch TD, công suất thật rất là mạnh nha anh em, công suất thật nha, rất là mạnh, có thể chơi con 115 vô tư đó. Rồi con này đặc biệt là hiện tại là điện yếu rồi, anh em chơi con này thì khỏi bàn. Và nguồn của nó là anh em không cần bút ống áp nha, cắm trực tiếp chỗ nguồn là nguồn điện mà là được, nên nó chạy từ 100 cho đến là 240-260 vẫn chạy được nha. Rồi con này khi cắm điện vô nó sẽ báo đèn đỏ nè, anh em thấy chưa, khi anh em mở đèn lên đó, thì nó chuyển qua đèn chế độ màu đèn màu xanh. Con bóng này nè, nó được chế độ màu vàng và xong chuyển màu xanh, tức là bóng này nó có chức năng là 3:1 và bóng đèn này nè, anh em tắt nguồn là nó báo đèn đỏ, cắm điện vô là báo đèn đỏ, bật nguồn lên là chế độ màu vàng và khi chạy là chế độ màu xanh đó, anh em thấy rõ ràng không. Rồi con này thì giá nó là 15 triệu nha anh em, con này chỉ giá 15 triệu nha. Và con bốn kênh này thì T4.16 T4.16 thì con này là nó có là giá là 18 triệu. Con này là một kênh của nó là chơi là hai cái bass 30 con 76 hoặc là con 100 đánh vô tư nha, nói 1.600 nha anh em, con này cực kỳ mạnh nha. Và con những con men của Titan á là nó có chế độ tần số mà đáp pin bit to nó lên 5.000 nha, 5.000 rất là cao, và 5.000 là từ 20 cho đến 200 Hz, nên anh em sử dụng điện yếu là không lo tình trạng là bị sốc nha, là nguồn của nó rất là ổn định, nó ổn định cái mức điện áp cho mình là đầu vào cho mình là từ 100 cho đến là 240-260 vẫn ổn định, ra công suất đủ nha. Rồi đặc biệt chế độ bảo hành là bảo hành nó là 12 tháng cho tất cả sản phẩm của Titan Men, và bảo trì được lên 3 năm nha anh em. Dàn nhạc ăn tướng nha. Đồ xài hoài không hư là quá ok rồi em. Men monitor thì anh em biết là một kênh này đó là nó đánh được là hai cái loa ba tắc, có thể là một cái bốn tắc là bình thường nha. Và anh em có thể mua chung cái bộ này, anh em kẹt anh em có thể quýnh F72 vẫn được, mình có thể test rồi. Không khuyến cáo mọi người sử dụng F72, nhưng lúc những khó khăn anh em quýnh F72 vẫn được nha. Rồi tiếp tục đó là con Giang là T60, mình đã nói rồi là nguồn AutoOne, và đặc biệt nó có những cái đủ chức năng cho anh em lựa chọn. Hiện tại những con dân số mà cao cấp hiện tại nó có đầy đủ tất cả những chức năng, và có thể hỗ trợ từ xa cho anh em mua bất cứ ở đâu anh em mua là anh em mình có hỗ trợ được, công ty có thể kỹ thuật hỗ trợ và tư vấn cho anh em chi tiết. Rồi mic, con này thì giá nó là 6.850 nha mọi người, 6.850 là chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Đó anh em nhìn thấy đó. Rồi con mic 4 anten là pre là tube là bóng đèn. Nó model nó là T46. Thì con này sóng rất là mạnh, tiếng rất là đều, dãy mà min lao rất là dày nha, dày hơn những cái mic bình thường. Và cái tiếng chép của nó là từ 2kg đến 16kg, rất là mịn, rất là đều, dễ làm. Nó kết hợp với loa titan rất là tiệp độ xì rất là cao. Đây là cái hình thức của nó. Rồi, cái bài lề bộ mic sử dụng nguồn AutoOne hết. Tất cả những sản phẩm của Titan được sử dụng nguồn AutoOne nha anh em. Tất cả đều AutoOne hết. Rồi, cái bàn mixer này thì mình cũng giải thích rất là nhiều cho anh em mà biết rồi. Thì group này mình phải tích nhả cái ST lên, nhấn group xuống, anh em đẩy cái lại mic bên đây, lại nhạc bên đây. Anh em kéo nhạc lại, đẩy mic dẫn lên bình thường nha. Đặc biệt con này con cái là khi anh em sử dụng cái cổng cắm nhạc phát ra đường USB á, anh em cắm vô đây là anh em phát nhạc chỉnh lại này, nhạc rất là sạch nha. Và con này có Bluetooth, cắm USB vô anh em chọn, cắm USB vô á là có những cái bài mà
tiếng vỗ tay hay là những lời chào hay là những gì đó mình cài sẵn, anh em chọn bóc nét qua, thấy không? Rồi anh em cái yêu cầu thì công ty sẽ cài cho mình, cài cho mình sẵn cái USB đó, những cái bài nhạc chào nào hay mình đưa qua USB cái MP3 cho anh em cắm vô, anh em chọn bài hát, chọn bài ha, anh em chọn bài, có thể là nó lời bài hát nè, không phải là bài hát mà cái là lời chào quá anh em, lời chào chứ là nhiều khi MC nói chuyện xong á mình không cần gọt gan á mình vẫn chào được nha, tiếng vỗ tay rồi đó mình cài được hết. Phan Thanh Lương có một bàn. Công ty Titan Đồng Nai thì ở Trại Sương Đà nghe anh Thông Chính ơi. Chào anh Thanh Minh Đăng, chào tất cả mọi người nha. Chào anh Tài, chào Trần Hiền, chào Lê Hải nha. Rồi anh em nào còn hỏi cái vấn đề về cái những cái thiết bị nữa không? Bây giờ mình tiếp tục qua là củ bát nha. Thì công ty cũng khuyến cáo anh em cố gắng làm sao có một cặp F712V3 là mình sử dụng, củ bát này nè. Khi anh em sử dụng củ bát này thì cái tiếng của nó thì anh em biết á, là cái tiếng của nó là cực kỳ hiệu quả và cái độ SPL của nó cực kỳ cao. Khi anh em quýnh cường độ ngưỡng cao thì cao á, những cái lo bình thường nó không đáp ứng được là tiếng của nó khác bị vỡ, là những cái lo này không bị nha. Đó, anh em khi anh em hát lớn anh em sẽ biết được tình trạng à. Nếu mà anh em có điều kiện thì anh em, nếu mà điều kiện mà anh em đi một cặp, anh em chỉ đi một cặp lo thì mà cần phủ nhiều thì anh em cần cái dòng cao cấp nhất. Ok em Lưng. Đó anh em nhìn thấy á, đặc biệt cái mã này là chỉ cung cấp PC cung cấp đặc biệt riêng cho thị trường Việt Nam, đó là bên Bảo Dương, model là 12ND. Thì anh em biết là cái con lo này thì hiệu quả rất là cao, nhiều anh em săn đón lắm. Nhưng cái mã này là công ty thấy là con này là nó hiệu quả nhất, nên công ty là cái mã này làm độc quyền tại Việt Nam, chỉ có công ty Titan Đồng Nai là có cái mã này nha anh em. Và đặc biệt anh em nhìn kỹ đi những cái gân của nó nha, những cái gân của nó thì những cái lo bình thường thị trường này không giống được nha anh em. Và đặc biệt là keo của nó rất là trong, và cái màng của nó anh em nhìn kỹ nè, cái màu của nó là màu ngà ngà nha, đó nè, chứ không phải màu đen nha, cái màu nó dần vàng nha anh em, đó nè, thấy chưa. Thì công ty chỉ cho anh em coi cái driver, chỉ cũ bát thôi, còn lo là lo thành phẩm thì V3 thì 48 triệu nha. Cái cũ bát đó là một cặp là 15 triệu mấy nè mọi người, một cặp á. Anh em tính đi, khi mình mua 4 cái bát thì nó ra là 30 mấy triệu rồi. Thì cái lo thành phẩm giá nó chỉ là 48 triệu thôi, còn chép nữa. Thì anh em thấy là công ty là cũng giảm, gán cố gắng làm sao mà cho mỗi cái lo nó được sụt xuống cái giá tốt nhất có thể rồi đó, là 48 triệu, là V3. Đó, đầy đủ các mã súp đơn thì súp mẫu súp SU18M thì anh em biết là nó hiệu quả như thế nào, anh em đã xài đó. Còn cái là bom tấn hơi lớn hơn, nó to hơn nên giá nó cao hơn một tí. Nó là 9 triệu 9 một chiếc, cái này là 9 triệu một chiếc. Đó. Hello anh em. Xin chào 29 người đang xem nhé. Và cuối cùng thì đầu năm thì cũng đại diện cho ban lãnh đạo công ty thì cũng gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả anh em, và chúc anh em có nhiều thành công và có nhiều show cộng với lại sức khỏe anh em nhé. Thì đầu năm thì cũng giới thiệu cho anh em một số cái sản phẩm mới của công ty, đồng thời thì cũng muốn xin chào Lý Tự đẹp trai. Cũng muốn gửi gắm đến anh em cái quan điểm của công ty, muốn trao giá trị đến tất cả anh em quý khách hàng đang sử dụng những gì mà thiết thực nhất và những gì mà giá trị công ty muốn mang lại cho anh em, có được một cái sự an toàn, có một cái chất âm như anh em mong muốn, và đồng thời là cái sự ổn định trong cái công việc của mình. Mình ai cũng mơ ước là mình sẽ có một cái bộ âm thanh hay, ổn định và an toàn cho mình đi làm. Thì cái điều đó là cái điều mong mỏi nhất của gần như những anh em bầu show. Ai cũng muốn cái âm thanh mình là đạt hiệu suất cao nhất và ổn định nhất, an toàn nhất, và đồng thời là nó cũng hay nữa anh em. Thì
bản thân mình trước đây thì mình cũng từng làm ban nhạc, và bây giờ hiện tại thì vẫn đang duy trì một ban nhạc để thỉnh thoảng review cho anh em xem những gì mà thực tế nhất. Thí dụ như là một cái buổi tiệc đấy, bao nhiêu bàn mình cũng đều quay livestream hoặc là quay video clip lại để cho anh em xem thực tế với cái câu hình đó mình sẽ đánh được, mình đang đánh là bao nhiêu bàn tiệc và bao nhiêu chiếc loa, và nó đảm bảo được như thế nào trong cái buổi tiệc đó, và cái sự đánh giá của khách hàng phản hồi cũng đồng thời là những cái gì thiết thực nhất đang diễn ra cho anh em dễ hình dung, và đồng thời là với cái giá tiền như một cái combo như vậy thì nó cũng không cao lắm, nhưng nó mang lại cho anh em một cái sức đầu tư vừa phải, và đồng thời là cái hiệu suất cao nhất mà như công ty mong muốn để mang lại cho anh em quý khách hàng một cái sản phẩm an toàn, ưng ý. Và đó là cái nguyện vọng chung của tất cả những anh em bộ show, đều mong muốn cho mình là có một cái bộ âm thanh an toàn. Đó là những cái tâm sự cũng giống như là những cái mình cũng cảm nhận được từ anh em, thì cũng mong rằng là anh em tiếp nhận cũng giống như là ủng hộ công ty và tin tưởng thật sự ở công ty về những sản phẩm mới nhất và về chất lượng ngày càng cải tiến, đồng thời là hiệu suất cao nhất cho anh em, và công ty luôn hỗ trợ anh em hết mình ở phía sau, bất kể lúc nào anh em alo thì sẽ có anh em kỹ thuật hỗ trợ anh em để giải quyết những cái vấn đề anh em đang vướng. Và cũng khuyến cáo cũng giống như là rất mong anh em nên sử dụng đồng bộ, nên sử dụng đồng bộ một hệ thống âm thanh hoàn chỉnh thì chắc chắn cái hiệu suất nó sẽ là tốt nhất. Đồng thời thì cũng nói lại với anh em là về sau này thì cái hướng của công ty ra những cái thiết bị mà đó là một cái vấn đề nan giải của rất là nhiều anh em bộ show đi vướng phải, đó là giải quyết được vấn đề điện yếu nhưng hiệu suất làm việc của mình nó vẫn tốt. Tất nhiên là nó không đạt được 100% như cái như điện nó đang mạnh đúng không ạ, nhưng mà ít nhiều thì nó không vỡ không bể, và cái show mình đảm bảo được cái show đấy. Thì cái những thiết bị AutoVol đã hỗ trợ rất nhiều cho anh em làm show, và cái hướng công ty đã nghiên cứu và đồng thời là đã cho chạy thử rất là lâu, và sau đó thì mới đưa đến tận tay anh em khách hàng sử dụng. Hơn nữa thì về những dòng loa sau này sản xuất tại công ty Đồng Nai thì anh em cũng biết được rằng là từ chất lượng vỏ thùng vỏ hoặc là phân tầng, tất cả mọi thứ driver đều được cải tiến và nâng cấp một cách tốt nhất cho anh em, mang lại cái sự bền bỉ, độ ổn định cũng giống như là một cái chất âm hoàn toàn mới, và ngày một được nhiều anh em đón nhận. Thì cũng lời cuối cùng thì cũng chúc anh em một lần nữa chúc anh em năm mới có nhiều thắng lợi cũng giống như là sức khỏe cũng như là thật là nhiều show. Và anh em quan tâm đến các sản phẩm của công ty á thì anh em inbox và nhắn tin hoặc là gọi điện về công ty thì lúc nào cũng sẽ có người tiếp anh em ha. Xin chào Trần Niệm, xin chào Son nha, xin chào Ngọc Trần, và cũng xin chào tạm biệt anh em ở đây. Và còn rất là nhiều thông tin về các cái sản phẩm thì đều có những cái clip nhỏ cộng với cái sự hướng dẫn khi anh em vận hành chưa tốt thì lúc nào cũng có sẵn để cho anh em cập nhật tốt. Thì nãy giờ mình livestream cũng khá là lâu rồi, cũng được một tiếng rồi, thì mình cũng xin phép xuống live chào tạm biệt anh em. Và anh em có thắc mắc gì hoặc là quan tâm về sản phẩm của công ty, anh em gọi điện về hoặc là nhắn tin về anh em nhé. Rồi xin chào mọi người nha, chúc mọi người sức khỏe nha.